Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 1 tháng 3 năm 2023 đã bắt đầu bước qua cuối quý 1 năm 2023. Tuy nhiên giá heo ngày càng ảm đạm, biến động liên tục từng ngày, chưa biết khi nào giá có thể tăng trở lại. Bà con chăn nuôi kỳ vọng chính phủ có chính sách giúp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, cũng như định hướng đến việc cho heo xuất khẩu sang thị trường các nước khác nhằm tăng giá thành trong nước. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, giá heo hơi miền Bắc bức bình quân hiện tại từ 44.000 đồng kg đến 51.000 đồng kg. Trong đó, giá heo hơi tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam phổ biến trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng/kg, mức 51.000 đồng/kg không nhiều. Tại các tỉnh trung du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, giá heo hơi từ 46.000 đến 50.000 đồng/kg. Nhiều khu vực của Bắc Cạn, Phú Thọ đã có mức giá dưới 44.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Tây Bắc, trong đó Hòa Bình ở mức 46.000 đến 51.000 đồng chuột kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên dao động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng chuột kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai trong khoảng 46.000 đến 51.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên còn thấp, tuy nhiên hiện tại vẫn cao hơn các tỉnh miền Bắc. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong khoảng 46.000 đến 51.000 đồng chuột kg. Đây cũng là khu vực có giá thấp nhất miền Trung. Giá heo hơi tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong khoảng 47.000 đến 52.000 đồng Việt kg. Giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng ở mức 50.000 đến 52.000 đồng kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng chuột kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận từ 50.000 đến 53.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên từ 49.000 đến 52.000 đồng một kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Quân 47.000 đến 52.000 đồng một kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông dao động từ 48.000 đến 52.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Nam. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, giá heo hơi Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng một kg. Hiện mức giá 54.000 đồng 1 kg tại khu vực này khá ít. Các tỉnh Tây Nam bộ giảm, khung giá trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng chục kg. Trong đó, giá heo hơi tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang từ 50.000 đến 52.000 đồng mệt kg. Long An, Tiền Giang, Cần Thơ từ 51.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp, An Giang ở mức 51.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Đánh giá khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ giảm bớt trong năm 2023 nhờ giá heo được kỳ vọng tăng 5%, khi nhu cầu ăn uống bên ngoài phục hồi và thiếu hụt nguồn cung do hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại trong việc tái đàn do giá heo giảm trong thời gian gần đây trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Đơn vị này cũng ước tính giá thức ăn chăn nuôi sẽ giảm do tình hình thị trường thế giới đã ổn định. Giá thức ăn trong nước có độ trễ hơn so với giá nông sản thế giới nên sẽ giảm dần vào năm 2023. Dù nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng vẫn cần lưu ý các rủi ro lớn của ngành bao gồm cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trên biển đen, có thể gây áp lực tăng giá ngũ cốc toàn cầu. Do khoảng 80% nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu nên tỷ giá USD VND tăng sẽ kéo theo giá nhập khẩu nguyên liệu đầu vào trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng. Trong bối cảnh vaccine chưa có kết quả tích cực cụ thể, dịch tả heo châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ làm giảm nguồn cung heo nguồn cung thịt heo dồi dào trong khi sức tiêu thụ yếu là nguyên nhân khiến cho giá heo hơi liên tục lao dốc kể từ đợt sốt giá vào tháng 7 năm ngoái. Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, ước tính tổng số lượng heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 1 năm nay tăng 10,4% so với cùng thời điểm năm 2022. Cục xuất nhập khẩu dự báo, trong quý 1 năm 2023, mức tiêu thụ thịt nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức thấp so với cùng kỳ các năm trước. Tỉnh Đồng Nai là thủ phủ chăn nuôi của cả nước. Thời gian qua, các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã tích cực ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ nhằm xử lý chất thải trong chăn nuôi, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, trong đó chú trọng các giải pháp về phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai thông tin, sở sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường thực hiện di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Cơ quan chức năng cũng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. Chỉ tính riêng năm 2022, các cấp, ngành của tỉnh Đồng Nai đã xử phạt tổng cộng 32 cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Ông Trầm Quốc Thắng, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi heo an toàn tiên phong huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, dầu dĩ, cả năm qua, giá heo hơi luôn ở mức thấp. Để giảm lỗ, Hợp tác xã đã tìm mọi cách cải tiến để tiết kiệm chi phí nhưng giá thành vẫn ở mức tối thiểu 55.000 đến 56.000 đồng/kg vì thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu nhập khẩu tăng cao. Heo hơi 50.000 đến 51.000 đồng là giá bán của các công ty, giá heo trong dân còn thấp hơn vài 3.000 đồng. Bán một con heo, người chăn nuôi đang lộ ít nhất 500.000 đồng. Từ sau Tết Nguyên đã đến nay xu hướng giảm giá vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến họ rất lo lắng. Để cắt lỗ, nhiều hộ phải giảm đàn hoặc treo chuồng. Tổng đàn heo của hợp tác xã giảm khoảng 30%, còn số hộ treo chuồng khoảng 20%, ông Thắng cho biết. Trên các diễn đàn chăn nuôi, nhiều trại chăn nuôi heo với quy mô hàng chục hecta ở vùng Đông Nam Bộ hay Nam Tây Nguyên với đầy đủ hạ tầng cũng được chào bán. Ông Nguyễn Trí Công, chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, thông tin số người giao bán trại quy mô hàng chục ngàn con heo hiện nay cũng nhiều. Tuy nhiên phần lớn những người này là các nhà đầu tư trang trại để nuôi gia công hoặc cho các doanh nghiệp lớn thuê nuôi heo. Nay thị trường yếu quá, các doanh nghiệp đầu mối không thuê hoặc xiết các điều khoản hợp đồng khiến các nhà đầu tư trang trại đành giao bán để cắt lỗ. Các doanh nghiệp lớn đầu ngành thì không lỗ vì họ chủ động được nguồn thức ăn nhập khẩu lớn với giá cạnh tranh và năng suất chăn nuôi cao. Ông Công nói. Ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên Phó cục trưởng cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, với sự đầu tư của hàng loạt đại gia trong lĩnh vực chăn nuôi thời gian qua, nguyên nhân đẩy giá heo hơi giảm và duy trì ở mức thấp chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng thấp chứ không phải xuất phát từ việc tăng nguồn cung. Theo ông Trọng. Hiện tình hình kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng và cắt giảm lao động, trong đó nhiều nơi chỉ duy trì lao động khoảng 50%. Điều này khiến thu nhập của người dân giảm, dẫn đến sức tiêu thụ của các quán ăn, nhà hàng, bếp ăn khu công nghiệp cũng xuống mức thấp. Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, khoảng 5 năm trước, Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Trung Quốc về việc xuất khẩu heo hơi chính ngạch nhưng đến nay vẫn chưa xúc tiến thành công. Trong khi đó, việc xuất khẩu tiểu ngạch bất bình nhiều rủi ro. Cuối năm 2022, giá heo hơi ở Trung Quốc cao hơn giá heo hơi Việt Nam khoảng 15.000 đồng một kg. Trường hợp này, nếu xuất khẩu được chính ngạch, doanh nghiệp và người dân sẽ thu được lợi nhuận lớn, đồng thời giúp giá heo trong nước không bị tụt. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, để heo hơi xuất khẩu chính ngạch sang các nước, Việt Nam cần phải xây dựng hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn tổ chức thú y thế giới OI. Vừa qua, sau khi có văn bản của chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xuất khẩu thịt heo sang Trung Quốc, Bộ đã chỉ đạo Cục Thú y tìm hiểu nghiên cứu xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo quy định của OI để đáp ứng cho nhiều thị trường khác nhau. Theo ông Nguyễn Trí Công, chăn nuôi nông hộ cũng đóng một vai trò quan trọng vì giải quyết vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội cũng như tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, chúng ta lại đang đối mặt với hai vấn đề quan trọng là thiếu thông tin thị trường và trình độ sản xuất lạc hậu. Các cơ quan chức năng như Bộ Công Thương Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần tăng cường đầu tư vào công tác thông tin như tổng đàn và dự báo thị trường ít nhất từ 3 đến 6 tháng một cách chính xác cho người dân. Bên cạnh đó, tập hợp các đồng hộ chăn nuôi vào các tổ chức hợp tác. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhận định trước khi Trung Quốc nới lỏng các quy định phòng chống dịch COVID-19, giá heo hơi của họ cao hơn Việt Nam khoảng gần 20.000 đồng trên kg. Khi họ mở cửa trở lại, nhiều người cũng hy vọng là tín hiệu tích cực giúp giá heo của Việt Nam tăng. Tuy nhiên bất ngờ là giá heo của họ lại rất xuống bằng với giá Việt Nam. Trong năm 2022, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, dịch tả heo châu Phi và yếu tố đầu ra không ổn định là những khó khăn mà các doanh nghiệp trong chuỗi ngành chăn nuôi tại Việt Nam đã phải đối mặt. Tuy vậy, theo báo cáo từ Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị sản xuất chăn nuôi trong năm 2022 ước tính vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 5,93% so với năm 2021. Tính đến hiện nay, Việt Nam đã lọt top 10 thế giới về sản lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Cục Chăn nuôi cũng đặt mục tiêu năm 2023, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục đà tăng từ 4,5% đến 5,0%. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, thời gian tới, giải pháp thị trường chính là động lực để tháo gỡ khó khăn và duy trì tăng trưởng của ngành chăn nuôi. Các địa phương cần hỗ trợ người chăn nuôi trong xúc tiến thương mại, tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, xây dựng thương hiệu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, tháo gỡ khó khăn hàng rào kỹ thuật và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, các địa phương cần thực hiện công tác chuyển đổi số về lĩnh vực chăn nuôi, xây dựng cơ sở dữ liệu thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia để tăng cường xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trong chăn nuôi, thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, giá thức ăn, giá thành sản phẩm chăn nuôi, giúp người chăn nuôi nắm bắt biến động của thị trường, từ đó điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp hiệu quả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong thời gian tới, sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống đói, rét và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm, hỗ trợ tiêu thụ, lưu thông sản phẩm chăn nuôi đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao bởi các dịp lễ đầu năm. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 1 tháng 3 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo